Xin chào thầy và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày về ba phim. Như chúng ta đã biết, bệnh nhiễm trùng tiểu cấp tính do vi khuẩn gây ra có thể dẫn đến nhiễm trùng tái phát. Cái sự tái nhiễm này đa số liên quan đến ba phim. Như vậy, ba phim mà bao gồm tổ hợp vi sinh vật mà trong đó các tế bào dính vào nhau và thường dính vào một cái bề mặt. Như chúng ta có thể thấy ở đây là một cái hình ảnh điển hình của ba phim. Nó trông như một cái đám san hô và những vi khuẩn sẽ ẩn nấp vào trong đó. Do đó là kháng sinh và đại thực bào nhà đại thực bào không thể tiếp cận được chúng để tiêu diệt. Về sự hình thành của biofilm thì plancton này bacteria là những vi khuẩn lưu trú từ chỗ này qua chỗ khác. Khi tìm được một bề mặt thích hợp, chúng sẽ đến và bám và dính vào bề mặt đó. Và trong vòng 48 giờ chúng sẽ tạo ra biofilm là một thành phố vi khuẩn có tổ chức và bắt đầu tiết ra các EBS. EBS là extracellular polymeric substances. Nó là một cái chất nền polymer ngoại bào gồm có các cao phân tử như là polysaccharides, acid nucleic có khả năng tiết ra các protein kháng lại các yếu tố tiêu diệt ví dụ như là kháng sinh hoặc là đại thực bào. Nó cũng một yếu tố làm cho biofilm khó có thể điều trị trên lâm sàng. Sau khi mà tạo ra được một cái biofilm hoàn chỉnh ở một cấu trúc không gian ba chiều thì một số vi khuẩn các quần thể biofilm có thể thoát ra bắt đầu phát tán vào môi trường bên ngoài, sẽ bắt đầu một cái chu trình biofilm mới. Thì biofilm có thể được tìm thấy trong niệu quản, sỏi tuyến tiền liệt và các dị vật được cấy ghép. Nhiễm trùng tiểu liên quan đến ống thông là một trong những bệnh nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc phổ biến nhất trên thế giới, chiếm khoảng 80% tổng số nhiễm trùng ở bệnh viện. Các điều kiện môi trường được tạo ra trên bề mặt ống thông làm cho nó trở thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn bám vào và hình thành nên cấu trúc biofilm. Ngoài ra, trong môi trường này, vi khuẩn còn sản xuất ra urease, sẽ thủy phân ure thành ion amoni, gây đóng cặn, sỏi bàng quang và tắc nghẽn đường tiểu. Sự xuất hiện của ion amoni làm tăng pH nước tiểu và cuối cùng là tạo ra các tinh thể magie và canxi phốt pháp. Các tinh thể này có thể tạo ra một lớp bảo vệ vi khuẩn khỏi các tác động bất lợi từ bên ngoài, ví dụ như là kháng sinh hoặc là đại thực bào, các enzyme từ đại thực bào. Sự hình thành biofilm có thể dẫn đến tăng khả năng các chủng vi khuẩn gây nên viêm tuyến tiền liệt cấp tính tồn tại trong hệ thống bài tiết tuyến tiền liệt và dẫn đến UTI tái phát, đặc trưng của viêm tuyến tiền liệt cho vi khuẩn mãn tính. Để nhận diện vi khuẩn trong biofilm thì chúng ta có hai cách, là cấy vi khuẩn về sinh học phân tử. Thì cấy vi khuẩn khi mà chúng ta sẽ phát hiện được cái số lượng, cái loại vi khuẩn nó rất là hạn chế, cho nên là khó xác định được tỷ lệ các loại vi khuẩn. Thế nên trên lâm sàng người ta sẽ ưu tiên sử dụng sinh học phân tử, và trong sinh học phân tử thì PCR một đại diện. Bởi vì PCR cho biết gần như tất cả các loại vi khuẩn trong quần thể biofilm và tỷ lệ của nó. Do đó thì nó sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác hơn trong điều trị. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.